Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Mùi và cách cải vận. Tuổi Mùi trầm tính, lầm lì, bao dung và tốt bụng. Quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ sinh năm Mùi, tháng sinh có Tý Ngọ, Mão Dậu là nhóm cực đoan cố chấp đào hoa. Tháng sinh có Dần Thân, Tỵ Hợi sẽ linh hoạt ứng biến. Tháng sinh có Thìn, Tuất, Sửu, Mùi sẽ bình hòa bao dung, đối nhân xử thế giỏi. Tuổi Mùi nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can giáp hoặc mậu là có mật mã quý nhân. Mật mã này cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can đinh hỏa là có sao hồng diễm, dễ có tình yêu. Nếu xuất hiện con giáp Tỵ Ngọ trong lá số là cực kỳ dư hỏa. Hiện con giáp Hợi và Mão trong lá số là cực kỳ dư mộc. Làm thế nào để thay đổi vận trình tốt hơn? Thứ nhất là cải thiện môi trường đang sống. Trong ngôi nhà của bạn nên có không khí và ánh sáng trong lành, được xem là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng thuật số mệnh khuyết, hay còn gọi là mệnh thiếu. Thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan. Thứ tư là nhân quả. Hôm nay bạn gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Tuổi Mùi thích sống lương thiện, có lòng chính nghĩa, có sự đồng cảm, thích đi du lịch đây đó, đặc biệt thích phong cảnh hữu tình. Tuổi Mùi rất dễ xúc động trước những bất hạnh, trước những hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ của người khác. Theo thuật số bát tự tứ trụ, xét năm hoặc tháng sinh nêu một phần tính cách, các bạn nên tìm hiểu thêm mệnh ngày sinh. Video này giới thiệu về con giáp Mùi, ứng nghiệm với ai sinh năm Mùi hoặc tháng Mùi vào khoảng ngày 7 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phongthuykhaitoan.com vào mục tra lá số, tự lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện những điều thú vị của bản thân. Phần sau video tôi trình bày thêm về tuổi Mùi và các tháng sinh. Các mật mã liên quan tuổi Mùi. Hoa cái tại Mùi, sinh năm Mùi trong lá số ở cột tháng ngày giờ. Có chữ Mùi là có sao hoa cái, đại diện cho tính tình thanh cao, tư chất thông minh, tự làm tự hưởng, đại diện cho tài năng và nghệ thuật. Nữ có sao hoa cái thường cá tính rất là mạnh, đôi khi dẫn đến cô đơn. Dịch mã tại Tỵ, sinh năm Mùi trong lá số ở cột tháng ngày giờ. Có chữ Tỵ là có sao dịch mã tượng trưng cho biến đổi, biến động. Người có dịch mã dễ xa quê hương, dễ đi du lịch, thay đổi chỗ ở và xuất ngoại. Hàm Trì tại Tý, sinh năm Mùi trong lá số ngày tháng giờ sinh. Có chữ Tý là có sao Hàm Trì. Hàm Trì chính là đào hoa, tình yêu của cuộc sống. Người có sao Hàm Trì dễ được người khác chú ý. Về hướng nhà ở, tuổi Mùi kỵ cửa hướng Dần, 52 đến 68 độ Đông Bắc, sẽ phạm phải vong thần là mật mã thị phi. Tuổi Mùi gặp năm tháng ngày có chữ Thân là có sao Hồng Loan, chủ về kết hôn hoặc đang có tình yêu. Gặp Dần là sao Thiên Hỷ, đại diện cho việc vui hoặc việc buồn. Mùi là một trong tứ khố có tính ban phát, bao dung, bản tính lầm lì rất là cao. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương mọi người. Tuổi Mùi làm các công việc chăm sóc rất là tốt, rất là chu đáo, có chí khí mãnh liệt trong nghiên cứu và sáng tạo. Một ít người có dạ tâm lớn, đa phần phụ nữ tuổi Mùi có tính cách tốt, ngoan hiền. Họ rất là tốt bụng, dễ tổn thương, cũng dễ tha thứ trước lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận nhiều tình cảm của những người xung quanh. Họ yêu mến người tuổi Mùi. Tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít chia sẻ cảm xúc của mình cho ai khác. Họ tốt bụng giúp đỡ những người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà ít khi nhận lại. Điều mong ước lớn nhất của tuổi Mùi không phải là tiền bạc giàu sang, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên, nhiều tình yêu thương bên những người thân và bạn bè. Số đông người tuổi Mùi có tâm lý rất là kiên định, đầy nhiệt thành đối với những gì bản thân cảm thấy hứng thú, cảm thấy yêu thích. Người tuổi Mùi đa phần có phong cách nho nhã, thích nghi với cuộc sống tốt. Những người tuổi Mùi thường lựa chọn đường sáng tác nghệ thuật, nghiên cứu để truyền tải những thông điệp yêu thương đến với mọi người. Về sự nghiệp, tuổi Mùi làm việc khá là cẩn thận, chậm chạp nhưng mà rất là chắc. Vì vậy, những người thích tốc độ khó hợp tác với họ. Người tuổi Mùi thường có khả năng thay đổi nghịch cảnh rất là tốt.
trong đường đời ban đầu khá là vất vả, khó thuận lợi, về sau nỗ lực rất nhiều mới vươn lên mới có thành tựu như ý. Tuổi Mùi ghét nhất bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng, họ rất là chậm nhưng mà chắc. Về vấn đề tiền bạc, vài người có dục vọng quá lớn sẽ gây nguy hiểm cho sự việc, ví dụ như là quá liều. Cuộc đời người tuổi Mùi thường có thu nhập rất là tốt, nhưng xuất ra rất là nhiều vì họ ưa làm từ thiện. Với người tuổi Mùi kinh doanh, họ phải nỗ lực rất nhiều so với những tuổi khác, bền bỉ và chờ cơ hội. Tuy nhiên, không phải dễ đạt được mọi mong muốn trong suốt cuộc đời. Những người tuổi Mùi này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trong nhiều lĩnh vực cuộc sống, được nhiều người yêu quý. Bằng sự khéo léo tài giao tiếp của mình, tuổi Mùi được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Nói về tình duyên tuổi Mùi, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc, yêu thương những người thân trong nhà, hết mực yêu thương con cái. Với phái nam, họ không dễ dàng bộc bạch tình yêu, họ rất là nhút nhát trong tình cảm. Nhìn chung, người tuổi Mùi kết duyên tương đối dễ dàng và thuận lợi. Số ít lập gia đình khá là muộn, họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình thích thú. Đối với người tuổi Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là công việc. Nhìn chung, họ là những đối tượng khá lãng mạn nhưng ít thể hiện trong tình yêu. Phần lớn các thiếu nữ cầm tinh con dê thường mơ tưởng các chàng trai có đức tính hào nhoáng. Các cô gái tuổi Mùi thường bị nhiều chàng trai đeo đuổi một lúc. Do vậy, họ dễ nảy sinh tính chủ quan chọn lựa và đôi khi chọn sai người. Nữ tuổi Mùi ngây thơ và phóng khoáng, thích hưởng thụ tinh thần, nên họ dễ bị lừa dối, trao hết tình cảm của mình cho người khác. Đây là nhược điểm lớn nhất của những người nữ tuổi Mùi. Trong tình duyên của nữ tuổi Mùi, họ phải hết sức cẩn thận để chọn được người như ý. Nam giới tuổi Mùi, phần nhiều trong số họ yêu đương rất là thành thật, có lúc tỏ ra thông minh sắc sảo nhưng đôi khi không biết rằng họ đang bị người khác dụ dỗ về tình cảm. Nhìn chung họ là những ông chồng chung thủy, đa sầu đa cảm, nhiều lúc người tuổi Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần khi gặp vấn đề liên quan đến tình cảm. Phụ nữ tuổi Mùi có đời sống nội tâm phong phú, lãng mạn nhưng họ cũng dễ bị tổn thương. Trong tình yêu họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cho đi mà không hề muốn nhận lại, chỉ cần đem đến niềm vui hạnh phúc cho đối phương là rất là đủ. Khi lập gia đình, các bà chủ tuổi Mùi sắp đặt gia đình rất là chu đáo. Họ chăm sóc chồng hết mực, yêu thương con hết mực. Ở họ, nhược điểm lớn nhất là sự yếu mềm, thiếu quyết đoán. Cải vận theo mệnh khuyết, tuổi Mùi tam hợp với Tỵ Ngọ hoặc là Hợi Mão, lục hợp với Ngọ. Cách dùng tam hợp lục hợp này mang tính tham khảo, các bạn nên ứng dụng theo mệnh khuyết sau đây. Mệnh khuyết là gì? Mỗi người đều có từ trường riêng, một cơ duyên riêng, từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh, đây là cơ sở xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành lá số bị thiếu, dùng để cân bằng lá số đó, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Mùi sinh mùa đông vào các tháng Hợi, Tý, Sửu, mùa lạnh thường dư thủy, kỵ thủy nên lấy hỏa làm dụng thần. Màu đỏ, tím vàng sậm, cam hồng là hỏa. Trang sức đá vân đỏ hoặc là đá xanh lá cây vẫn được. Với động vật, nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc. Ăn uống, ăn lẩu, đồ nướng, ăn cay, thịt bò, sô-cô-la. Đối với cơ thể, phần đầu mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, bếp, tivi, lò vi ba, máy vi tính là các thiết bị rất là nhiều hỏa. Tranh mặt trời, tranh ngựa cũng là hỏa. Các ngành nghề thuộc hỏa, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, công an, các ngành nghề liên quan đến thể thao, studio mang tính sáng tạo, chụp ảnh hoặc thu âm, nhà hàng về Á, bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, đồ điện tử, máy tính, thiết bị điện, kỹ thuật là những ngành nghề thuộc hỏa. Tuổi Mùi sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão, mùa xuân mộc vượng thường kỵ mộc nên lấy kim làm dụng thần. Tuổi Mùi sinh tháng Dần khá là nóng tính, sinh tháng Mão cực đoan và quân tử. Cần kim nên biết màu trắng xám là kim, trang sức vàng bạc là kim, đồng hồ tự động rất là nhiều kim. Kim cương, thạch anh tóc vàng là trang sức về kim. Động vật gà, khỉ là kim,
khi ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn kem, những đồ lạnh là kim. Tổ yến cũng nhiều kim. Đối với cơ thể, mỗi sáng thức dậy nên dùng đồng hồ báo thức hình tròn có màu vàng, ra khỏi giường hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc là thuộc kim. Cạo râu nên cạo bằng dao thay vì cạo bằng máy, máy là hỏa. Đồ vật trong nhà, tủ lạnh, máy lạnh, gương và két sắt là kim. Treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ cũng là kim. Các ngành nghề thuộc kim: ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh doanh, chứng khoán, công nghệ, cửa hàng kim vàng bạc. Về nghề cơ khí, văn phòng, kiến trúc sư là những ngành nghề thuộc kim. Tuổi Mùi sinh mùa hè, tháng Tỵ, Ngọ Mùi, mùa hè hỏa vượng là kỵ hỏa nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu tuổi Mùi sinh tại tháng Ngọ, cực kỳ nhiều hỏa, tính tình rất là nóng nảy. Cần thủy nên biết, màu xanh lam, màu đen là thủy, trang sức vàng bạc đá quý liên quan đến màu xanh dương, màu đen. Về động vật, cá, chuột, rồng, Mickey, dơi, Batman cũng là thủy, ăn uống tất cả các loại thủy hải sản. Tổ yến, uống bia lạnh, uống bia đen hoặc là sữa chua cũng là thủy. Đối với cơ thể, gương mặt nên sáng, nên đeo kính mát vì kỵ hỏa, kính có thể chắn hỏa của ánh nắng mặt trời. Nên ở gần nguồn nước, gương là kim thủy, tránh để nhà bếp bừa bộn. Hồ cá, nhà vệ sinh là thủy, treo một bức tranh về sông nước hoặc là tranh củ ngư cũng là thủy. Các ngành nghề thuộc thủy: spa, thẩm mỹ, kinh doanh giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch, thủy lợi, thủy hải sản, nhà hàng thủy hải sản, nghề biển, quảng cáo, văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm, quan hệ công chúng. Nếu là môi giới bất động sản là thuộc thủy và thuộc thổ. Tuổi Mùi sinh mùa thu, tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng kỵ kim nên lấy mộc làm dụng thần. Ví dụ mộc là xanh lá, trang sức các loại đá quý màu xanh lá. Về động vật, thỏ, hổ, mèo, kitty, Doraemon là mộc, ăn uống thích hợp ăn chay, rau xanh là mộc. Đối với cơ thể nên để tóc, móng, râu mới có vận tốt. Đồ vật trong nhà, kệ sách, ban công có cây, tối đi ngủ có thể mang theo quyển sách, phù hợp ở nhà có nhiều đồ gỗ. Ngành nghề thuộc mộc, ví dụ làm vườn, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, thiết kế website, ngành liên quan đến gỗ, kinh doanh các mặt hàng gỗ, bán hoa, bán cây cảnh, chế tạo thảo dược, văn phòng phẩm hoặc là bán quần áo. Tuổi Mùi sinh tháng Thìn, Tuất, Mùi thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Con người không nên mưu cầu nhiều đến số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm tính lạc quan, sống ôn hòa, kiên trì với mục tiêu, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.